Trong lúc nấu ăn cho bọn trẻ, Double Five đã thể hiện sự vụng về của mình không phải do trời ban, mà là do luyện tập cả. Đổ cả lọ húng quế vào nồi, làm rơi nồi nước sôi xuống sàn, đốt cháy bộ ngực khủng của mình. Đây là món nầm cháy khét nổi tiếng trong truyền thuyết. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một trong những bộ phim hài xuất sắc nhất thế kỷ, Bảo Mẫu Giả Danh. Xin mời cả nhà xem phim. Daniel là một nhân viên lồng tiếng phim hoạt hình. Anh có thể giả giọng từ trẻ con tới người già, từ nam sang nữ. Vì anh hay lồng tiếng theo cảm nhận của mình nên thường bị sếp nhắc nhở, nói thẳng ra là chửi. Cho nên mãi mà công việc của anh chỉ dừng lại ở chức danh nhân viên. Trong một lần lồng tiếng, anh và sếp lại cãi nhau. Không chấp nhận chuyện phim hoạt hình cổ vũ cho trẻ em hút thuốc, anh xin nghỉ việc. Vợ của Daniel là Miranda, cô ấy là một chuyên viên thiết kế nội thất. Thành công trong công việc nên có một khách hàng muốn cô thiết kế lại tòa lâu đài trị giá 500 triệu đô. Vui vẻ chưa được lâu thì cô nhận được điện thoại của cảnh sát. Bà hàng xóm khó ưa đã báo cáo rằng Daniel tổ chức tiệc sinh nhật cho con quá ồn ào và toàn là động vật. Miranda nhanh chóng trở về nhà. Cảnh tượng trước mắt như đống hỗn độn. Trẻ con thì nhảy loạn xạ trên chiếc ghế sofa. Con ngựa khốn nạn còn ăn mất chiếc bánh kem. Ông chồng thì quẩy cùng đám nhóc trên nền nhạc Vina Hay. Miranda không chấp nhận chuyện có một ông chồng như trẻ con nên quyết định ly hôn. Vì Daniel không có công việc ổn định nên tòa án đưa ra phán quyết. Miranda sẽ nuôi ba đứa con chị cả Lida, anh hai Quýt và em út Natalie. Trong vòng 3 tháng, Daniel phải có việc làm và nhà ở thì mới có quyền nuôi con chung với Miranda. Ông bố nhanh chóng xin cho mình một công việc mới. Công việc này là kiểm soát đầu vào, đầu ra của hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng hóa được vận chuyển một cách an toàn. Cụ thể là đóng gói hàng hóa. Người thuê Miranda thiết kế căn biệt thự lại chính là Sotu. Cả hai từng quen biết nhau. Sotu lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng Miranda. Kể cả khi cô đã lấy chồng và có ba đứa con, anh ta vẫn quan tâm và dõi theo cô. Mỗi tối thứ sáu, Daniel sẽ được gặp các con. Bọn trẻ rất ngoan và quý mến anh. Lúc này Miranda tới đón những đứa trẻ. Vì muốn gặp các con nhiều hơn nên Daniel xin vợ cũ được đón chúng tới trường và trở về nhà. Nhưng vợ cũ nói sẽ xem xét sau. Điều này làm Daniel không vui, anh ấy cố tình sửa lại số điện thoại trong tờ quảng cáo tìm bảo mẫu của Miranda, biết Miranda đang muốn tìm bảo mẫu cho con. Daniel đã dùng khả năng giả giọng đỉnh cao của mình gọi điện xin làm bảo mẫu. Sau khi thành công phỏng vấn trong điện thoại, anh tới nhà bạn thân của mình, nhờ anh ta hóa trang cho mình. Anh biến thành các nhân vật khác nhau, từ cô gái Ai Cập tới bà lão mũi nhọn tới cô nàng tóc vàng. Tất cả đều tốt nhưng không phù hợp với công việc bảo mẫu. Bạn của Daniel đành phải sử dụng thức cuối cùng trong thuật biến hình. Biến Daniel trở thành mẹ của những bà mẹ, mang theo cái tên mới là Double Five, anh tới nhà vợ cũ gặp các con. Vì biết tất cả các sở thích của ba đứa trẻ nên bà Double Five rất nhanh đã chiếm được tình cảm của chúng. Cô cả Lida vẫn muốn bố mình chăm sóc hơn là có bảo mẫu. Cô bé dường như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ ở bà Double Five nhưng không biết nói gì. Double Five và Miranda có cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau. Vợ cũ cảm nhận được có gì đó rất quen thuộc với người bảo mẫu này. Sau đó, Miranda quyết định nhận bà làm bảo mẫu. Bạn của Daniel hóa trang rất xuất sắc, đến cả bác tài xế lái xe buýt thấy Double Five cũng tí nữa say tỉnh. Lần đầu đóng giả làm một bà lão có vẻ rất khó khăn. Daniel vừa đi vừa chửi, chú ơi, nếu con tìm thấy thằng khốn đồng bóng phát minh ra giày cao gót, con sẽ giết hắn. Vừa về tới nhà, Daniel đã gặp người của tòa án tới xem xét tình hình. Có thể bạn biết rồi, tòa án sẽ cử người quan sát cha hoặc mẹ sau ly hôn để coi họ có đủ tiêu chuẩn nuôi con của mình không. Tại đây, Daniel liên tục phải đóng giả là Double Five để nói chuyện với bà Selner. Trong lúc mặc lại bộ đồ hóa trang, đám trẻ nhà đối diện phát hiện ra anh ấy. Daniel kéo rèm cửa, không may lại làm rơi mặt nạ xuống đường. Anh từ từ xuống dưới lấy nhưng tiếng cất két của sàn nhà làm anh phải chạy vào trong phòng. Selner bước vào trong phòng. Phải làm sao bây giờ? Não liền nhảy số. Daniel cắm mặt vào chiếc bánh kem và giả vờ như nó là mặt lạ. Bà Selner bị dọa tí nữa xanh cỏ. Từng mảng kem rơi xuống tách trà trông khá tởm lợn. Tuy vậy, bà Selner vẫn bôi thử lên mặt. Khá trắng và mịn màng, lại còn ngon ngọt nữa. Mặt lạ dưỡng da này thật tuyệt vời. Sáng Daniel đi đóng gói, chiều anh đóng giả thành bảo mẫu. Ngày đầu tiên làm bảo mẫu, bà Double Five đã khiến đám trẻ ngỡ ngàng khi ném chiếc điều khiển TV của Lida vào bể cá. Tiếp theo đó là một loạt các quy định mới, ai không chịu theo sẽ bị phạt. Công việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa để bà đọc báo và uống trà. Trong lúc nấu ăn cho bọn trẻ, Double Five đã thể hiện sự vụng về của mình không phải do trời ban, mà là do luyện tập cả. Đổ cả lọ húng quế vào nồi, làm rơi nồi nước sôi xuống sàn, đốt cháy bộ ngực khủng của mình. Đây là món nầm cháy khét nổi tiếng trong truyền thuyết. Không nấu ăn được, Double Five đành phải đặt đồ ăn trên mạng về. Sau đó cẩn thận sắp xếp và trang trí chúng. Miranda lúc này cũng đã trở về. Cả bốn mẹ con đều mắt chữ O mồm chữ A, há hốc mồm khi nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn trước mắt. Trước lúc bà Double Five về, cô bé Lida chạy lại xin lỗi vì xử sự không tốt với bà. Một ngày làm bảo mẫu xuất sắc của Daniel, ông bác tài xế hôm trước lại đến đón Double Five về. Tôi chưa thấy gu ai mặn như ông bác này cả. Chân của Double Five lộ ra toàn lông mà ông ấy vẫn thích.
Hôm sau, Double Fine cùng đám trẻ chơi đá bóng, đạp xe dạo quanh công viên. Người bố thân thương còn học thêm các công thức nấu ăn, đó là món tôm hùm. Tôi ước ông sếp thấp bụng của mình cũng mua cho tôi vài con. Sau đó, anh kể chuyện cho con gái út và làm việc nhà một cách vui vẻ hăng say. Nhưng niềm vui cũng không được lâu khi Daniel thấy vợ cũ hôn một người đàn ông lạ mặt. Ngày tiếp theo, Daniel phát hiện chiếc xe của gã tình nhân. Anh không ngần ngại vặt mất cái logo. Vào trong nhà thấy bọn họ đang vui vẻ nói chuyện, trong lòng có chút đắng cay. Càng cay hơn là vợ cũ muốn ra ngoài đu đi đu đưa cùng hắn ta, còn bắt Double Fine ở nhà coi trẻ. Trong lúc đi vệ sinh, cậu bé Quýt đã vô tình bắt gặp bà Double Fine đái đứng. Hoảng sợ, cậu bé chạy về phóng nói chị gái, bà Double Fine là cú có gai, hãy gọi cảnh sát ngay. Cuối cùng Daniel cũng để lộ thân phận thật cho Lida và Quýt biết. Ông rất nhớ các con và không thể nào chịu đựng việc một tuần chỉ có một ngày gặp duy nhất. Ông phải đóng giả làm bảo mẫu để chăm sóc chúng. Hai đứa con cũng hiểu nỗi khổ của bố mình nên quyết định giữ bí mật. Chỉ có điều là Quýt vẫn hơi sốc trước hình ảnh mới của bố mình. Tại buổi lồng tiếng phim, nhân viên mới lồng tiếng y như cái cách cô giáo dạy văn của tôi vậy. Nhẹ nhàng, từ từ và rất dễ ngủ. Daniel nói chuyện với giám đốc truyền hình. Đây không phải là cho trẻ con xem, nó giống như một chương trình cho người mất ngủ hơn. Sau đó anh lại đóng giả là Double Fine và chém gió với Miranda về người chồng đã chết của mình. Ông ấy đã chết về thứ thức uống chất tiệt ấy. Ông ấy chết vì nghiện rượu ư? Không, ông ấy chết vì chiếc xe tải chở bia tông trúng. Mặc dù ông ấy có khá nhiều tội lỗi nhưng tôi vẫn tha thứ và yêu ông. Mục đích của câu chuyện chủ yếu khiến cho Miranda có suy nghĩ tích cực về Daniel hơn. Miranda cũng chia sẻ rằng Daniel cũng rất tốt, anh ấy luôn làm cho tôi cười. Nhưng sau bao năm, tất cả anh ấy làm được cũng chỉ là cho tôi cười. Công việc thì không tốt, về nhà thì như bãi chiến trường. Và anh ấy cũng rất ít khi nghiêm túc nói chuyện. Sau khi nghe những lời chia sẻ từ Miranda, Daniel cảm thấy cần thay đổi bản thân mình. Hôm sau, bà Double Fine dẫn mọi người tới bể bơi. Nhìn thấy gia đình mình vui đùa cùng Stu, Daniel chỉ biết uống bia cho quên nỗi buồn. Lúc này, Stu cũng tới quầy lấy nước uống. Anh ta nói với bạn mình rằng, anh ta đã 40 tuổi rồi nhưng cần một gia đình. Miranda và những đứa con của cô ấy thật tuyệt. Nhưng câu nói, người bố ruột của chúng là kẻ thất bại đã đụng chạm tới Daniel. Anh không ngần ngại cầm quả cam ném vào đầu Stu. Trong một lần giao hàng tới phòng thu, anh tiến tới lũ khủng long và tự diễn xuất một mình. Anh không hề biết rằng giám đốc truyền hình đang là khán giả. Diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn và sự linh hoạt trong giọng nói đã khiến giám đốc rất vui. Ông ấy hẹn Daniel ăn tối ở cửa hàng Bridges để bàn về việc tạo ra một chương trình thu hút thiếu nhi. Mong là cả hai không làm video giống chị thơ nụ. Daniel rất vui vẻ, anh cũng thay đổi sự bừa bộn của mình thành ngăn nắp hơn. Lũ trẻ rất vui vì điều này. Miranda cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy cảm thấy bà Double Fine làm bảo mẫu vẫn tốt hơn. Chớ trêu thay, buổi tối hôm nay, Stu cũng mời gia đình Miranda tới nhà hàng Bridges ăn tối. Miranda cũng mời cả bà Double Fine theo. Mặc dù đã từ chối hết lời, nhưng lời mời của Miranda và sự thỉnh cầu của cô con gái bé bỏng, Double Fine chỉ đành đồng ý. Để tránh bị phát hiện, Double Fine đã phải đặt bàn cho người hút thuốc để anh có thể thay đổi hình dạng gặp giám đốc ở bàn không hút thuốc. Thấy giám đốc có vẻ không vui, Daniel đành phải gọi điện báo là đi muộn. Rồi liền trở về bàn và cà khịa đối thủ. Nhân lúc mọi người đi đặt đồ ăn, Double Fine nói rằng Miranda có sở thích rất quái dị. Cô ấy có một cái khoan búa trong phòng ngủ. Cô ấy sử dụng nó trong ánh sáng mờ ảo như trong phim Vượt Ngục. Ngạc nhiên là cô ấy không bị mẻ răng. Sau đó anh nhanh chân vào nhà vệ sinh thay đổi hình dạng thành quý ông lịch lãm. Hai người đàn ông vừa gặp đã thân quen như anh em chí cốt, liên tục uống rượu, hết ly này tới ly khác. Vừa bắt đầu bàn công việc, anh lại phải vào nhà vệ sinh thay đổi hình dạng. Những ly rượu đã làm cho bà Double Fine đi đứng không vững, còn té cả xuống đất. Anh cố tình làm rớt hàm răng giả xuống ly và vẩy nước vào người Stu. Rồi anh lại chạy vào phòng vệ sinh thay đổi hình dạng. Thật là cực khổ phải không các bạn? Bà cô trong nhà vệ sinh không hiểu một người phụ nữ đi vào, lát sau bước ra lại là một người đàn ông. Daniel trở về bàn gặp giám đốc. Ông ấy phát hiện trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ và anh còn soi môi. Đầu Daniel liền nhảy số. Tôi có người bạn gái làm phục vụ bàn ở đây. Tôi và cô ấy vừa mới ôm hôn nhau. Giám đốc có vẻ khoái chi muốn Daniel kêu bạn gái giới thiệu cho mình một em. Anh ấy liền giả làm bà Double Fine, tiện thể vào trong phòng bếp đổ đầy bột ớt lên đồ ăn của Stu. Nhưng khi đi ra, anh lại ngồi nhầm bàn của giám đốc. Tài lơ lẹo của Daniel số 2 thế giới không ai nhận là số 1. Anh nói rằng mình hóa trang như vậy để làm người dẫn chương trình cho thiếu nhi. Bên kia, Stu vừa ăn một miếng xong, trông anh ta có vẻ không tốt, hình như là mắc nghẹn. Double Fine thấy tình hình không ổn liền chạy lại ôm vào bụng anh ta. Sau một hồi vật lộn, miếng thịt trong cổ cũng văng ra. Stu được cứu sống, nhưng lớp mặt lạ hóa trang đã rách ra. Miranda phát hiện ra bảo mẫu lại là chồng mình đóng giả, tức giận dẫn các con đi. Daniel trở về nhà trong tâm trạng buồn bã. Sau 3 tháng, phiên tòa quyết định quyền nuôi con cũng diễn ra. Daniel trình bày trước tòa. Sau 3 tháng tôi đã thay đổi bản thân mình, có công việc mới và kỷ luật hơn. Tôi chỉ có thể giải thích những điều tôi làm trước đó là điên khùng. Nhưng từ khi các con sinh ra, tôi coi chúng là một phần không thể thiếu.
giống như tôi cần không khí để thở vậy. Lời nói chân thành đã động đến trái tim của những người có mặt trong phiên tòa. Mặc dù vậy, tòa án vẫn phán quyết quyền nuôi con cho Miranda. Không có bảo mẫu, những đứa trẻ như kẻ vô hồn, chán nản, buồn bã. Miranda cũng thừa nhận rằng từ khi chồng cũ làm bảo mẫu, căn nhà ấm cúng hơn, gọn gàng hơn. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc phát ra từ TV. Daniel đã được giám đốc truyền hình mời về đóng giả là bà Double Fine để dẫn chương trình thiếu nhi. Mọi người xem đều rất hào hứng và vui vẻ. Miranda đã đến trường quay để gặp chồng cũ. Cuối cùng hai người cũng có buổi nói chuyện nghiêm túc kể từ khi ly hôn. Cô ấy nói rằng, lúc anh đóng giả thành bà Double Fine, lũ trẻ đã rất hạnh phúc và vui vẻ, căn nhà trở nên ấm cúng hơn. Khi anh rời đi, bọn trẻ rất buồn, chúng cần anh. Cuối phim, Miranda cho phép Daniel có thể thoải mái gặp lũ trẻ. Anh có thể dẫn chúng đi chơi, đi ăn, chở chúng đi học. Có thể Miranda và Daniel không thể hàn gắn với nhau, nhưng tình cảm của họ dành cho những đứa con là mãi mãi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo.